đời mình là Emily. Khi mà nhận được lời mời của chương trình thì Ly cũng có xem những cái tập đã phát sóng. Nói thật là Ly thì khá là khó. Không biết là mình có thể làm được không, bởi vì là bình thường hàng ngày thì mình cũng chân nhiều tay mềm lắm. Nhưng mà tại vì Ly cũng được mọi người nói rằng là chương trình này khi mà mình tham gia chơi thì cái số tiền mà mình chơi mà mình kiếm được thì sẽ quyên góp cho những hoàn cảnh khó khăn, thì Ly nghĩ đấy là cái lý do lớn nhất mà Ly quyết định tham gia chương trình này. Đấy thì lúc đầu là phải chạy bộ, thì chạy bộ thì mình cũng thấy cũng ok, mình có thể làm được. Nhưng mà đến khi mà ra nhìn cái thử thách thì lúc đấy hơi choáng váng một chút, bởi vì là thật sự là không biết phải làm như thế nào. Bình thường thì những cái việc vận động ấy thì Ly rất là kém và hay ỷ lại là có người khác giúp đỡ. Còn mình rất là ngại làm những cái việc nặng, mà hôm nay nhìn thấy cái đống dây mà mình phải nhấc ra chỗ đấy, lúc đầu thật sự là nhấc lên không biết phải làm nào để tìm được cái sợi dây đấy. Cũng may là hôm nay lại cũng được ỉ lại một chút vào những người dân ở đây và mọi người đã giúp đỡ nhiệt tình, thế nên là việc mà kiếm được cái số tiền như thế là mình cũng cảm thấy như là vượt lên chính mình, chứ không phải là đó. Không nghĩ là mình có thể kiếm được cái số tiền nhiều thế, mặc dù tất nhiên mình cũng rất là muốn cố gắng thôi, nhưng mà hôm nay được mọi người giúp đỡ nữa, thế nên là mình thấy khá là hài lòng và cũng cảm giác là mình cũng vui khi mà có thể đóng góp được một phần nhỏ nhỏ. Không thể nghĩ được là tại sao lại, nghĩa là tất nhiên là những cái hoàn cảnh khó khăn ở xung quanh mình thì có rất nhiều, nhưng mà khi mà mình phải chứng kiến trực tiếp và khi nghe họ nói cái hoàn cảnh của họ mà trước rất là nhiều người như thế, thì Ly cũng thấy là rất là thương, đặc biệt là thương hai bạn nhỏ, còn rất là nhỏ nên cũng không được có được cái sự chăm sóc, những cái sự chăm sóc cơ bản và những cái điều cơ bản để giúp các bạn ăn học và lớn lên hàng ngày, thì cũng thấy rất là xúc động. Thật ra mình cũng chưa tưởng tượng gần là thử thách cuối mình sẽ làm gì đâu, không biết là có giúp đỡ được mọi người không hay lại là chân cản đường mọi người. Nhưng mà hy vọng là đúng rồi, mình sẽ lại được giúp đỡ tiếp để có thể kiếm được số tiền nhiều một chút. Thật ra thì Ly thì những cái công việc nhẹ nhàng không tốn sức nhiều, nhưng mà vì hôm nay được tự nhiên mình được làm cái điều gì đấy khác đi, không phải là tốn sức vào việc nhảy hay tốn sức vào việc biểu diễn, mà tốn sức vào một cái việc công việc chân tay nào đấy, thì mình cũng cảm thấy là hóa ra là mình cũng có khả năng một chút, chứ không đến nỗi như mọi khi mình nghĩ là ôi mình chả được việc gì đâu, mình cứ làm vụng về hậu động các thứ, thì hôm nay thấy là có thể là mình cũng làm cũng được, có thể từ sau mình sẽ chắc chỉ hơn, muốn để lại một người khác hơn. Kể cả trên sân khấu hay là ngoài đời thì chị đều là người thân thiện. Chị sẽ luôn là người khi gặp mọi người thì sẽ cười trước và ra một cái dấu hiệu nào đó để chào trước. Mình ít khi sẽ lạnh lùng, rất là khó để diễn vai lạnh lùng ấy. Thật ra thì từ trước đến nay thì Emily cũng hay tham gia những chương trình của các bạn trẻ là nhiều. Nhưng mà hôm nay được, thật ra Hải Phòng thì là quê của Emily. Ở huyện với xã này thì nó cũng hơi giống quê của mình. Thì nói chung là cảnh làng quê rồi cô chú các bác thì cũng rất là thân thuộc, không có gì là xa lạ hết. Hồi nhỏ Ly rất hay về quê ở Hải Phòng mà cũng hay chạy ra đồng ruộng, xong rồi cũng hay đến nhà các bác họ hàng ở quê chơi. Có những cái chuyện, cái biến cố hay những cái chuyện khó khăn mà như những cái hoàn cảnh mà mình gặp ở đây, thì thật ra thì bình thường ấy mình cũng khá là bận bị công việc ấy, mình không có thời gian để có thể trực tiếp đi từ thiện, mà mình chỉ có thể qua thông qua cái tổ chức nào đấy, hoặc là mình có những người bạn rất hay đi từ thiện tận nơi, thì mình có thể gửi quà, gửi tiền cho mọi người đi giúp mình thôi. Còn hôm nay thì mới có cơ hội để có thể là gặp trực tiếp những cái hoàn cảnh khó khăn, thì Ly cũng thấy là
mình cũng xúc động và mình cũng rất là muốn là có thể vừa chơi game nhưng mà cũng vừa giúp đỡ được mọi người một phần nào đấy và tạo được một không khí vui vẻ khi mà gặp mọi người ở đây.